Các bạn có biết thẩm phán lo sợ nhất là gặp phải loại tội phạm nào không? Không phải là loại sát nhân biến thái giết người không chớp mắt, cũng không phải tay xã hội đen một tay che trời, mà là những đứa trẻ vị thành niên chưa đủ 18 đôi mươi mà đã phạm pháp. Đối diện với bọn chúng, các bạn cảm thấy nên phán án nhẹ cho chúng có cơ hội làm lại cuộc đời? Hay là xét xử nghiêm khắc như những phạm nhân có cùng tội trạng khác? Chào các bạn, cùng phim review đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay mang đến cho các bạn một bộ phim cực hot vừa mới lên sóng Netflix của Hàn Quốc. Bộ phim có tên là Tòa án vị thành niên. Câu chuyện bắt đầu, cô thẩm phán này đang tiếp nhận phỏng vấn. Cô ấy nói với ống kính máy quay rằng Hàn Quốc có hơn 3.300 vị thẩm phán, trong đó chỉ có hơn 20 người phụ trách các phiên tòa dành cho trẻ vị thành niên. Hơn 20 thẩm phán này mỗi năm sẽ phải đối mặt với hơn 30.000 tội phạm vị thành niên. Anh đeo kính phụ trách phỏng vấn hỏi Eun-suk tại sao lại tham gia vào công việc thẩm phán cho tội phạm vị thành niên. Lời của cô khiến cho người ta kinh ngạc, lý do là cô ấy ghét tội phạm vị thành niên. Sau khi phỏng vấn kết thúc, Eun-suk được điều đến bộ phận mới tiếp nhận chức vụ. Lúc này ống kính máy quay chuyển đến bên ngoài tòa nhà, vô số người dân đang hô vang khẩu hiệu dỡ bỏ luật vị thành niên, ngăn không cho pháp luật bảo vệ quá độ những tên tội phạm vị thành niên này. Ngày đầu tiên Eun-suk đến làm việc đã gặp ngay một vụ án lớn, đồng nghiệp Tae-yu và Eun-suk sử dụng chung một phòng làm việc nên đều bị gọi đến gấp. Đội trưởng Kang đồng bộ tin tức của vụ án có một thiếu niên là Song-woo đã vô ý giết người. Tình tiết vụ án vô cùng thảm khốc nhưng do chưa đủ 14 tuổi nên hắn đã được pháp luật về quyền trẻ em bảo vệ. Vụ án này cho dù bị xử nhẹ hay xử nặng đều sẽ gây nên những ý kiến trái chiều. Ông Kang quyết đoán đùn đẩy vụ việc khó xử này cho Eun-suk mới nhận chức. Cô ấy cũng không nói nhiều, bắt đầu tiến hành nghiên cứu vụ án. Nhưng khi cô vẫn chưa xem xong hết hồ sơ vụ án đã bị các đồng nghiệp rủ rê đi tụ tập ăn uống. Ngoài ra, bộ phận mới có một truyền thống đó là mỗi tội phạm vị thành niên ra tù bọn họ đều sẽ tổ chức ăn uống để chúc mừng hắn. Nhưng bộ mặt đăm chiều của Eun-suk khác hẳn với vẻ háo hức của bọn họ. Các đồng nghiệp cổ vũ mỗi đứa trẻ hãy lấy lại tự tin. Chính vào lúc này thì tình tiết cao trào đầu tiên của bộ phim xuất hiện, đó là nữ tội phạm vị thành niên béo mập là Sumi bị một vị khách nói là đồ ăn cắp. Hai bên đôi co qua lại không ngừng, Eun-suk lại vội vàng đi về nghiên cứu vụ án, đề nghị mọi người báo cảnh sát, còn mình thì đi về trước. Tae-yu đuổi theo đến nơi chỉ trích cô ấy không quan tâm đến cảm nhận của Sumi, hành động của cô quá thô lỗ. Lúc này lại có một anh đồng nghiệp nữa chạy đến nói ví tiền của người khách kia được tìm thấy rồi. Sau khi mọi người quay về thì Sumi muốn xin lỗi Eun-suk, nhưng Eun-suk từ chối lời xin lỗi, trực tiếp chỉ ra trên người Sumi còn có nhiều ví tiền hơn nữa kìa. Hóa ra Eun-suk vừa mới chứng kiến hành động ăn cắp của đối phương, không khí đột nhiên rơi vào im ắng. Các đồng nghiệp nghe đồn Eun-suk nổi tiếng là xét xử nghiêm khắc, gặp được chuyện này mọi người mới biết sự khủng bố của cô ấy. Rất nhanh, sắp đến ngày Eun-suk thể hiện kỹ năng của mình rồi. Phiên tòa xét xử vụ án của Song-woo đã bắt đầu, cậu bé này mắc chứng bệnh rối loạn tâm thần. Căn bệnh này khiến cho cậu ta có một chướng ngại tâm lý nghiêm trọng. Từng có một thời gian bệnh nặng đến mức phải nằm viện điều trị và dùng thuốc. Trong phiên tòa, Song-woo nói với Eun-suk là hôm xảy ra vụ án, cậu ta uống xong thuốc thì bị xuất hiện ảo giác nghiêm trọng. Lúc đó cậu gặp được một người bạn sống cùng khu, cậu bạn đó muốn mượn điện thoại di động nên Song-woo dẫn bạn về nhà. Do trên đường về đối phương vô cùng ồn ào nên chứng bệnh ảo giác của cậu đột nhiên nặng hơn rồi cuối cùng lỡ tay gây ra vụ án mạng. Tiếp đó, Song-woo do nhận thức được ưu thế về độ tuổi của mình sẽ không bị xử nặng nên đã cười khoái trá. Điều này đã làm cho những nhân viên làm việc trên tòa phẫn nộ tột cùng. Để đến khi phiên tòa xét xử lần 1 kết thúc, mẹ của phạm nhân vội vàng chạy đến. Vừa mới chạy đến lại lấy ngay lý do tuổi tác của con mình còn nhỏ để nói lý với thẩm phán, do hỏi bao giờ thì con bà được tại ngoại. Eun-suk hỏi người mẹ và được biết đối phương chưa hề thăm hỏi gia đình người bị hại, cho nên đã nổi điên lên lớn tiếng nói, bà chị ít hãy đến nhà của nạn nhân nói xin lỗi rồi hãy đến đây nói chuyện với tôi. Lúc mở phiên tòa xét xử lần 2, Eun-suk đã nhìn thấu lời nói dối của Song-woo. Cô ấy trải qua mấy đêm không ngủ nghiên cứu phát hiện ra những người mắc bệnh như cậu ta không thể nào tập trung chú ý trong một thời gian dài. Khăng khăng rằng thủ pháp gây án của Song-woo tương đối phức tạp, hoàn toàn không giống như cậu ta gây ra. Cậu ta hiểu rõ về luật trẻ em không nhất thiết phải nói dối để giảm nhẹ tội trạng. Cũng chính là nói hoặc là vụ án do người khác gây ra hoặc là Song-woo còn có đồng phạm. Tóm lại cậu bé đang gánh tội thay cho một người khác. Eun-suk thông qua điều tra lịch sử trò chuyện và phát hiện trước và sau khi vụ án xảy ra, cậu bé và một cô gái nữa tên là Yeon đã bí mật gọi điện nhiều lần. Hơn nữa, Yeon và người bị hại cùng bị camera trong thang máy ghi lại. Chỉ tiếc là ông Kang do gần đây đang chuẩn bị tham gia vào giới chính trị, chỉ sợ Eun-suk điều tra sai sẽ hại ông ta bị liên lụy, nên đã kiên quyết không đồng ý điều động lực lượng điều tra Yeon. May mà lúc này anh đồng nghiệp đẹp trai đứng về phía của Eun-suk. Anh ấy cảm thấy lý luận của cô rất hợp lý, còn đích thân đi đến nơi mà Song-woo tự thú. Lúc kiểm tra camera, an ninh phát hiện Song-woo từng quay đầu ở cổng hình như đang nhìn ai đó. Anh ta lại xem camera ở đối diện bên đường, quả nhiên phát hiện người mà Eun-suk nghi ngờ. Cô gái tên Yeon này là học sinh cấp 3, nữ tội phạm vị thành niên mập Sumi lần trước ăn cắp ví học cùng trường với cô ta. Tae-yoon dựa vào quan hệ với cô Sumi đã hỏi ra được quán net mà Yeon hay lui tới. Tiếp theo, anh ấy và Eun-suk chia nhau ra hành động, Tae-yu đi đến nhà của Yeon, còn Eun-suk lại đi đến quán net, đúng là ông trời không phụ lòng người. Eun-suk quả thực đã gặp được cô ta.
Tình hình tiếp theo còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của chị. Bố mẹ của Yeun quanh năm suốt tháng kinh doanh ở nước ngoài. Sau khi hay tin Eun-suk điều tra Yeun, bọn họ trực tiếp mời văn phòng luật sư lớn nhất Hàn Quốc phụ trách vụ án này. Luật sư của văn phòng luật và Eun-suk là người quen cũ dưới sự cản trở của đối phương, vụ việc ngày càng rối ren. Yeun khai rằng mình không quen biết ai tên là Seong-woo cả, nhưng Eun-suk trực tiếp đưa ra lịch sử cuộc gọi giữa hai bọn họ. Kết quả luật sư ở bên cạnh lặp lại lời nói tương tự, chúng ta tôn trọng quyền tự do cá nhân. Eun-suk không hề vì vậy mà rơi vào thế bị động. Cô ấy lấy ra đoạn camera ghi hình Yeun và Seong-woo cùng nhau ở thang máy cộng thêm lịch sử trò chuyện. Cùng với tiền án đã có từ trước của Yeun khi cô ấy nửa đêm ở quán net đi khắp nơi làm chuyện phạm pháp, cuối cùng họ đã quyết định tạm giam Yeun. Vài hôm sau, ông Kang hay tin Eun-suk và Tae-yu lén lút điều tra rồi bắt người, gọi hai người đến văn phòng mắng cho họ phút mặt không kịp. Eun-suk lập tức phản bác lại. Những đứa trẻ này không phải tội phạm quốc tế hoặc sát thủ giết người liên hoàn có IQ cực cao. Mới tí tuổi đầu đã bắt đầu dùng quỷ kế để chống đối lại cơ quan tư pháp. Sau này chúng lớn lên sẽ ngày càng coi thường pháp luật. Tôi chỉ đang bảo vệ sự thật và tư pháp chính nghĩa. Ông rút cuộc dựa vào cái gì mà tức giận? Ông Kang bị lời của cô làm cho không nói lên lời. Cuối cùng, ông ấy cũng để Eun-suk thích làm gì thì làm. Sau đó cô ấy điều tra được phần mềm nước ngoài mà Seong-woo dùng để nói chuyện với Jae-woon vô cùng khả thi. Eun-suk lập tức bảo đồng nghiệp tiếp tục thu thập những hoạt động của cậu nhóc trên phần mềm này. Ở phía bên kia, anh chàng đẹp trai Tae-yu dựa theo sự chỉ dẫn của Eun-suk đã tìm thấy mẹ Seong-woo, nói ra đối tượng tình nghi lớn nhất là Jae-woon. Hy vọng mẹ cậu nhóc có thể thuyết phục cho con trai nói rõ hết chân tướng để được nhẹ tội. Kết quả vụ án vừa có một chút khởi sắc thì bên luật sư đã lợi dụng phương tiện thông tin đại chúng công kích Eun-suk. Cô ta nói đến nỗi đau của người nhà tội phạm vị thành niên từng bị Eun-suk xét xử nghiêm, chỉ trích cô ấy tác phong làm việc quá dập khuôn cứng nhắc. Tiếp theo đó lại đưa ra vụ án của Yeun, chỉ trích cô điều tra quá sâu. Ông Kang hay tin lại nổi trận lôi đình, ông ta sầu não giao vụ án này cho Tae-yu, còn Eun-suk chỉ là trợ lý thôi. Tin tức tốt là lúc ra tòa lần nữa, Seong-woo cuối cùng cũng nghiêm túc khai ra hung thủ là Yeun. Theo cậu bé nói, trước khi Yeun giết người thì cậu nhóc cứ tưởng cô bạn đang nói đùa. Đối diện với lời khai của Seong-woo, Yeun cũng thừa nhận sự việc cô giết người, nhưng không hề thừa nhận mình giết người có âm mưu từ trước, chỉ nói là giết người bộc phát. Rất nhanh hai người đã bị Tae-yu vạch trần. Dựa theo thông tin họ nói chuyện trên ứng dụng thể hiện rõ trước và sau khi xảy ra vụ án thì bọn họ chỉ tập trung nói về vấn đề camera. Còn người bị hại không biết còn sống hay đã chết, hiển nhiên không phải là giết người bộc phát mà sớm đã có sự chuẩn bị. Lúc này đoàn luật sư cao cấp do bố mẹ Yeun mời đến bắt đầu phát huy tác dụng. Bọn họ tìm một bác sĩ tâm lý đến kiểm tra cho cô bé, nhận định cô mắc phải bệnh trầm cảm và chứng bệnh hay quên. Căn bệnh này sẽ khiến cô nghĩ hành động vô ý của người khác sẽ làm hại đến bản thân mình, cho nên mới nảy ra ý nghĩ muốn chống trả. Eun-suk không ngồi im cho cô bé gian xảo này giả bệnh thoát tội. Cô ấy bắt đầu ly gián hai tên tội phạm, dù sao tuổi tác của chúng cũng không lớn nên chiêu này vô cùng hiệu quả. Hai người chỉ trích lẫn nhau, cãi nhau to đến mức không thể hòa giải, cuối cùng tội trạng cũng đã rõ. Dưới sự góp ý của ông Kang và Eun-suk, tòa án đã đưa ra mức án nghiêm khắc. Là Yeun 20 năm tù giam và Seong-woo 2 năm tù giam, kẻ có tội cuối cùng cũng ra lưới. Một vụ án vừa mới kết thúc thì Eun-suk và Tae-yu lại nhận được một vụ án mới. Trước đây Tae-yu từng phụ trách một tên tội phạm vị thành niên phạm tội ăn cắp tạm gọi là Juri. Buổi tối cô gái đến tòa tìm Tae-yu, kết quả nhìn thấy Eun-suk thì cô bé bất ngờ ngất ra trên nền đất. Eun-suk đưa cô gái vào trong viện, cô ấy nhìn ra trên người Yui có rất nhiều vết thương. Nhưng hỏi gì thì cũng không chịu nói. Eun-suk không hề có ý định bỏ cuộc, cô ấy thông qua điều tra mối quan hệ của Juri phát hiện ra tính cách bạo ngược của bố Juri chính là nguyên nhân của mọi chuyện. Người thân của Juri khăng khăng khuyên cô bé nhịn nhục cắn răng chịu đựng để cản trở sự tiến triển của vụ án. Không có đơn báo án của người bị hại, vụ án liên quan đến quan hệ gia đình kiểu này rất khó giải quyết. Cho nên Eun-suk nghĩ ra một cách, đó chính là nhốt Juri độc lập với bố mẹ xem sao, sau đó mới thu thập chứng cứ tống tên đàn ông có tính cách thô bạo kia vào tù. Tae-yu không tán thành cách làm của cô, cho rằng Juri không phạm tội, không nên bị bắt. Mang Eun-suk mỗi khi xử lý vụ án thanh thiếu niên luôn dùng thủ đoạn quá đà. Cô ấy lại hỏi ngược Tae-yu sự khoan nhượng đặc biệt đối với trẻ vị thành niên của nhà nước rốt cuộc vì lý do gì. Tae-yu trầm tư một lát trả lời, cả thế giới đều có thể định tội trẻ vị thành niên, nhưng người có thể giúp chúng chỉ có thể là chúng ta, những người của cơ quan tư pháp. Lời nói của anh ta khiến Eun-suk cảm động. Nhưng lần này cô ấy vì muốn nhanh chóng giải quyết êm đẹp vụ này nên vẫn quyết làm theo cách của mình. Cô ấy nói với Juri mục đích cuối cùng của kế hoạch này chính là giúp cô bé không cần trải qua những ngày tháng sợ hãi và khiến người có tội phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Cuối cùng dựa vào lời khai của Juri cộng thêm chứng cứ là đoạn ghi âm của bà nội cô, bố Juri đã bị kết tội và bị bắt. Cô bé cùng bà nội từng luôn luôn sống trong lo sợ nhưng lần này nhìn thấy ngay cả người ngoài cũng ủng hộ cô như vậy. Cô ấy thực sự không thể chịu đựng được sự dày vò của lương tâm mới giao chứng cứ ra. Ông bố lúc này thẹn quá hóa giận muốn đánh người nhưng lại bị Tae-yu ra tay ngăn cản. Trên người của anh chàng ấm áp này dường như cũng có bí mật không ai hay biết. Nửa đêm Eun-suk tìm đến anh đồng nghiệp đẹp trai đang uống rượu bên đường. Hai người trong quá trình phá án đã đi từ sự đối đầu rồi dần trở nên hiểu nhau hơn.
Tiyu, ngà say rượu nói về câu chuyện của bản thân mình. Anh ấy từng trải qua thời niên thiếu không khác gì địa ngục, sau đó anh cũng lỡ tay làm bị thương người khác, may nhờ có sự giúp đỡ của các vị thẩm phán mới có thể dần dần bước đi trên con đường đúng đắn. Từ đó trở đi, Tiyu hạ quyết tâm ra sức giúp đỡ tội phạm vị thành niên để họ trở thành người có ích. Đáng buồn là giờ đây bản thân đã mất liên lạc với vị thẩm phán từng giúp đỡ mình, bây giờ ngay cả mặt mũi ân nhân thế nào anh ấy cũng không còn nhớ nữa. Lúc này máy quay chuyển đến nhân vật ông Kang, dường như đang ngầm ám chỉ ông ấy chính là quý nhân của Tiyu năm đó. Nhưng ông Kang đã đưa ra một quyết định, đó là rời khỏi tòa án và chính thức bước chân trên con đường chính trị. Mấy hôm sau, ông Kang, Eun Suk và Tae-yu cùng nhau đi kiểm tra một cơ quan hợp tác. Tòa án vị thành niên đều đưa tội phạm vị thành niên giao cho cơ quan bên ngoài nên họ cần phải định kỳ đến kiểm tra tình hình của những đứa trẻ này. Ba người đi đến cổng thì Tae-yu nhận được điện thoại của đồng nghiệp. Vừa có người trình báo, nó có cơ quan hợp tác đã đối xử tệ với tội phạm vị thành niên còn chiếm dụng quyên góp. Trùng hợp là cơ quan hợp tác bị trình báo lại chính là nơi mà hôm nay họ đặt chân tới. Tae-yu mặt mày vẫn tươi tỉnh bình thường, chào hỏi với Sơn Nha ở đây. Tiếp theo âm thầm nói hết tin tức về vụ việc ngược đãi tù nhân lần này với Eun Suk và ông Kang để họ nắm bắt tình hình. Ông Kang cho rằng không cần phải hoang mang làm gì, tòa án ngày nào mà chẳng nhận được những cuộc điện thoại với nội dung tương tự. Rất nhiều cuộc gọi đều do người nhà của phạm nhân hy vọng chứng minh hoàn cảnh sống của con mình không tốt rồi mượn cớ đó đón con về. Lúc này, nghị viên quốc hội khá thân thiết với ông Kang gửi tin nhắn hẹn gặp ông. Ông Kang ra công việc hôm nay lên vai hai thuộc hạ rồi chuyển mất hút. Công việc điều tra tiếp theo khiến cho Eun Suk và Tae-yu vô cùng căng thẳng. Các tội phạm vị thành niên tố cáo Sơn Ya trong trại giam cho chúng ăn cơm thiêu còn cưỡng ép chúng đến làm giúp việc cho người thân của bà ta. Nhưng sự thật là những tên tội phạm vị thành niên này không muốn ăn cơm lại còn ép Sơn Ya đáp ứng yêu cầu của chúng. Còn về chuyện làm giúp việc thì thực sự là chị ấy muốn xây dựng quan hệ hài hòa giữa chúng và người dân bản địa. Dù sao chẳng ai thích một đám người từng có tiền án sống gần nhà mình đúng không? Nhưng Sơn Ya cũng không phải là hoàn toàn trong sạch, chị ta thừa nhận việc mình dùng tiền quyên góp vào mục đích cá nhân. Đêm đến, Eun Suk và Tae-yu lại đi đến bệnh viện một chuyến. Một cô gái sống trong nhà Eun Suk gần đây mới phải làm phẫu thuật, ở đây Eun Suk lại biết thêm những thông tin mới. Cô gái bị tội phạm vị thành niên làm hại dẫn đến phải nhập viện, được Sơn Ya dùng tiền quyên góp để giúp đỡ làm phẫu thuật gấp. Trong mắt của cô gái này, Sơn Ya chính là mẹ, là thiên sứ. Sau đó Eun Suk một mình đi về chuẩn bị nói chuyện với Sơn Ya một lát nhưng kết quả lại phát hiện ra ở đây bừa bộn như bãi chiến trường. Trong nhà chỉ có con gái lớn của chị ấy, Eun Suk hỏi ra mới biết người quản lý bị ngất đã được đưa vào bệnh viện. Trong lúc tức giận, Sơ Nhi đã đuổi hết tội phạm vị thành niên đi. Cô con gái nói với Eun Suk là do mẹ luôn luôn trông coi mấy tên tội phạm đó nên cuối cùng bố đã ly hôn với mẹ. Còn hai chị em luôn luôn phải sống trong tình cảnh thiếu thốn tình thương của bố hoặc mẹ. Cô bé luôn luôn muốn tìm cách làm sao để cho những tên tội phạm vị thành niên đó tự làm tổn thương bản thân. Eun Suk sau một hồi chăm chú nghe đã hiểu ra, thì ra trước đây người gọi điện đến trình báo vụ việc Sơn Ya chiếm dụng công quỹ chính là do cô con gái, bởi vì đứa trẻ này không muốn mẹ tiếp tục hy sinh nữa. Tiếp đó, Tae-yu đang túc trực bảo vệ Sơn Ya ở bệnh viện nhận được điện thoại của chị thẩm phán. Lúc này anh ta mới biết được sự việc vượt ngục tập thể của tội phạm vị thành niên. Bọn họ làm việc bận rộn suốt đêm cuối cùng cũng chỉ tìm được một nữ tội phạm. Mấy hôm sau vụ việc có tiến triển mới, một cô gái trong số đó gọi điện đến nhà Sơn Ya. Lần này tòa án đã gần như nắm được hết vị trí của tội phạm vượt ngục, cuối cùng họ tìm thấy gần như toàn bộ người trốn thoát. Người cầm đầu Arum không ở gần đây nhưng Eun Suk vẫn rất tự tin sẽ tóm được cô bé. Hóa ra cuộc gọi cầu cứu của tù nhân gọi đến nhà Sơn Ya từng bị Arum phát hiện. Lúc đó Yeon-ji và Arum từng nói chuyện với nhau một lúc. Mẹ của Arum từng gọi điện đến nói với Sơn Ya mình đang mang trọng bệnh, hy vọng đến khi Arum được ra tại ngoại thì mong chị có thể đưa cô ấy đến nhà người chú. Arum biết được bệnh tình của mẹ tiến triển xấu chắc chắn sẽ về nhà thăm mẹ, bây giờ qua đó chắc chắn sẽ bắt được người, cho nên Eun Suk và quản lý nhà giam lập tức lên đường đến đó. Người thì tìm được rồi nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cho người khác đau lòng. Mẹ của Arum không hề mắc bệnh gì cả, đơn giản chỉ vì bà ấy muốn xây dựng gia đình mới với một người đàn ông khác nên mới nói dối để thoát khỏi đứa con gái tù tội. Tất cả tù nhân vị thành niên đều đã tìm được hết rồi, Eun Suk và Sơn Ya lúc lái xe rời khỏi đó nhắc đến chủ đề mà tôi đã nói với các bạn ở tập trước. Sự sai lầm của bọn trẻ có liên quan mật thiết đến người lớn. Rất nhiều lúc con cái cố tình làm sai để được cha mẹ quan tâm. Eun Suk im lặng lắng nghe đối phương nói. Cuối cùng Eun Suk nói ra chuyện con gái lớn gọi điện tố cáo mẹ lấy cắp công quỹ. Nhắc nhở Sơn Ya tuy chị ấy thay cha mẹ của phạm nhân làm tròn nghĩa vụ chăm sóc chúng nhưng lại không thèm để tâm đến cảm nhận của con gái. Lúc này Eun Suk đã chạm đến bí mật thầm kín giấu trong lòng đối phương. Rất lâu về trước Sơn Ya đã để mất đi đứa con trong bụng mình. Sau đó bà ấy thực sự đã coi những tên tội phạm nhỏ đó là con ruột và hết lòng đối xử tốt với chúng, coi chúng như con cái trong nhà. Con gái lớn hiểu được nỗi khổ của mẹ nên luôn mong mẹ có thể bước ra khỏi bóng tối và hạnh phúc trở lại. Lời nói của đối phương khiến Sơn Ya khóc không thành tiếng. Đến khi gặp lại con gái ruột của mình thì nút thắt trong lòng bấy lâu của người mẹ đã được tháo bỏ. Sau sóng gió lần này Sơn Ya không hề bị khiển trách nặng, chủ yếu là bởi vì trách nhiệm chăm sóc tội phạm vị thành niên vốn là trách nhiệm của nhà nước. Kết quả do sự thiếu sót của các ban ngành liên quan mà họ đã đổ trách nhiệm lên vai của một người phụ nữ. Những người làm công tác quản lý như chị ấy không hề có lợi lộc gì mà chỉ là người hy sinh.
Mất đi người quản lý như cô ấy có thể tìm kiếm người khác thay thế chỗ quản lý bọn trẻ. Sau đó Eun Suk xét xử vụ việc tội phạm vị thành niên vượt ngục, đồng thời cô ấy còn nhấn mạnh bố mẹ của bọn chúng bắt buộc phải học một khóa học dạy dỗ con cái. Rồi phải gánh vác trách nhiệm vốn thuộc về bọn họ, đặc biệt là mẹ của Eun chính là người được cô chỉ mặt điểm tên. Sau khi vụ án kết thúc, viện trưởng tìm đến ông Kang để nói về một vụ án lộ đề thi vô cùng khó nhằn. Xác nhận nhiều lần rằng ông Kang không liên quan gì đến vụ này rồi mới yên tâm giao hồ sơ vụ án cho ông ta. Ông Kang lại đề nghị sau khi vụ án kết thúc ông ấy sẽ từ chức để bước vào một cuộc đời mới. Lúc này sau khi màn đêm buông xuống, ông Kang nhận được điện thoại và bắt đầu hoang mang. Con trai của ông gọi đến nói cảnh sát đến nhà rồi. Ông Kang hỏi ra mới biết con trai mình có liên quan đến vụ án này. Ông Kang tức tốc về nhà mới phát hiện ra sự việc không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là cảnh sát điều tra vụ án gần đây nên tiện đến nhà hỏi thăm thôi. Nhưng ông đã biết con trai mình có liên quan đến vụ án kia đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vợ ông vội vàng giải thích nói con mới chỉ tham gia gian lận có một lần, thân phận của người tham gia được bảo mật chỉ có bộ trưởng hiệu vụ mới biết. Ông Kang sụp đổ ngay lập tức, bên ngoài đều đang hướng đến vụ án lần này, nếu xử nhẹ e rằng không được, nếu xử nặng thì bộ trưởng hiệu vụ sẽ ghi nhớ và tìm cách báo thù. Mấy hôm sau ông Kang như người mất hồn, cha mẹ của những học sinh có liên quan đến vụ án này đều là những nhân vật tầm cỡ. Vụ án này vốn dĩ đã khó giải quyết, hiện giờ còn càng thêm đau đầu hơn. Quan trọng nhất là Eun Suk dưới quyền ông lại trí công vô tư nên muốn xử nhẹ vụ này khó như lên trời. Chính vào lúc này lại xảy ra một tình huống bất ngờ. Người nghị viên của Đảng Tự Do quen thân với ông gần đây bị thất thế nên đã tiết lộ tin tức ông Kang cũng là thành viên của Đảng Tự Do sắp tham gia tranh cử ra ngoài. Đêm đến, nhân vật trung tâm của Đảng Tự Do hẹn ông Kang đi ăn và dặn dò ông ấy lần này nhất định phải xử lý thỏa đáng vụ án để cho thế lực của Đảng Tự Do ngày càng được củng cố. Không bao lâu sau, ông Kang đang buồn rầu quá độ lại nhận được một đòn công kích. Con trai vì không muốn liên lụy đến cha nên đã định tự tử và suýt nữa gây ra họa lớn. Trong những tiếng chửi rủa của vợ thì ông Kang mới nghĩ đến bản thân mình trước đây do vấn đề thành tích đã vô số lần chửi mắng con trai. Cậu bé mỗi ngày chỉ ngủ 3 tiếng nhưng thời gian còn lại đều dành hết cho học tập. Cho dù như vậy thì thành tích vẫn không thể thỏa mãn ông bố. Nguyên nhân chính khiến cho cậu bé phạm tội cũng chính là do người mà cậu gọi là bố này. Người vợ cầu xin chồng hãy từ bỏ vinh hoa lợi lộc phù phiếm để bảo vệ sự trong sạch và tiền đồ của con trai. Cuối cùng ông Kang quyết định không dính dáng đến Đảng Tự Do nữa và dự định sẽ phanh phui hành động của bộ trưởng hiệu vụ. Không ngờ người đứng đầu Đảng Tự Do sau khi hỏi rõ trắng đen lại quyết định đứng sau hậu thuẫn cho ông. Người đứng đầu Đảng Tự Do ủng hộ ông Kang triệt để đưa vụ án này ra ánh sáng. Nguyên nhân rất đơn giản, Đảng Tự Do đã công khai tin tức ông Kang gia nhập đảng của họ. Bây giờ ông ấy rút lui không nghĩ cũng biết sẽ gây ra ảnh hưởng sâu đối với danh tiếng của đảng. Đối với người đứng đầu Đảng Tự Do mà nói, chân tướng và chính nghĩa không hề quan trọng như vậy, đạt được kết quả mới là quan trọng nhất. Sau đó ông Kang bí mật tìm gặp bộ trưởng hiệu vụ để dạy ông ấy cách phủ nhận tất cả những chứng cứ họ đưa ra tại tòa. Cứ như vậy buổi xét xử bắt đầu mất kiểm soát tại đó. Ông Kang tiếp nhận tất cả chứng cứ có lợi cho bộ trưởng hiệu vụ, đứng ra nói những lời tố cáo của thầy cô dành cho bộ trưởng hiệu vụ đều bị bác bỏ. Hơn nữa thầy cô còn bị mất đi tư cách làm nhân chứng. Sau khi Eun Suk biết được sự việc, lần này đã đích thân đến phòng làm việc của ông Kang để hỏi rõ tình hình. Kết quả ông Kang đã nổi trận lôi đình lớn nhất từ trước đến nay. Nguyên nhân phía sau trận lôi đình này không phải vì chính nghĩa mà là vì con trai mình. Trong cuộc xét xử do Eun Suk chủ trì thì tình tiết mới đã xuất hiện. Một em học sinh đã nhỡ miệng nói ra số người liên quan đến vụ án này do bộ trưởng hiệu vụ khai tổng cộng là 21 người. Cậu học sinh này từng tình cờ nghe được bộ trưởng hiệu vụ lúc gọi điện có nhắc đến 24 người. Eun Suk vốn dĩ tràn đầy nghi hoặc đối với vụ án này, bây giờ sự nghi ngờ càng lớn hơn nữa nên cô ấy quyết định bắt đầu điều tra lại. Ba học sinh từng tham gia sau đó rút lui chứng minh được ba học sinh này hoặc là thành tích vốn dĩ rất tốt, không hề dựa dẫm quá mức vào đề thi bị lộ. Hãy liên tưởng đến những học sinh mà bộ trưởng hiệu vụ chọn để lộ đề thì cô thấy đây giống như đang đầu tư hơn. Người mà ông ta chọn đều là con nhà quan chức lớn. Eun Suk và Tae-yu bắt đầu điều tra sâu hơn, sau đó họ nghe nói tin tức ông Kang xảy ra chuyện nên đã đặc biệt đến viện thăm ông, đồng thời nói ra điểm nghi vấn của mới tìm ra. Ông Kang lại điên tiết chỉ trích bọn họ chuyện bé xé ra to. Lúc này Eun Suk nói với giọng điệu ám chỉ tự thú đi Kang Won-jung. Mấy chữ ngắn ngủ như vậy khiến ông ta vô cùng sụp đổ. Ông Kang thấy Eun Suk không có bằng chứng trực tiếp nên đã không thèm quan tâm đến lời cảnh cáo của đối phương. Lúc mở phiên tòa, những nghi ngờ của bồi thẩm đoàn đối với cậu con trai cũng được ông ấy cố gắng bảo chữa. Lúc này có rất nhiều người trên phiên tòa đều nhìn ra có gì đó sai sai sau khi phiên tòa bị hoãn bất thường. Sự việc tiếp theo xảy ra khiến cho Eun Suk phải chịu đả kích nặng nề. Lần này những học sinh có liên quan đến vụ án đều nghỉ học tập thể, cứ như thế này thì người bị ảnh hưởng lớn nhất chính là những học sinh đang học tại trường. Nếu tình hình đó vẫn tiếp diễn thì nhà trường sẽ sắp xếp một kỳ thi lại để chứng minh thành tích của học sinh. Không ít những học sinh sắp tốt nghiệp, có người đang chuẩn bị học lên cao, có người còn đang chuẩn bị đi làm. Kỳ thi lại này chắc chắn sẽ làm kế hoạch của họ loạn cao cao lên. Ban đêm, người đứng đầu của Đảng Tự Do nhiệt tình rủ rê thẩm phán trưởng Kang đi uống rượu. Sự việc các học sinh nghỉ học tập thể phần nhiều có liên quan đến kết quả vận động của ông ta.
Vốn dĩ ông Cang đã dần dần chiếm thế thượng phong rồi, nhưng ông không thể ngờ rằng lúc này có trộm đột nhập vào nhà mình. Ân Xúc đến thăm con trai của cấp trên là ông Cang vừa mới tỉnh lại, mục đích rất rõ ràng chính là muốn có được chứng cứ từ cậu nhóc. Cậu nhóc vừa khóc vừa lẩm bẩm rằng cháu không thể phản bội cha mình. Lúc này Ân Xúc nói lý rằng nhưng cháu không thể bỏ mặc những học sinh vô tội bị dính dáng vào vụ này. Bọn họ là những người phải chịu sự đối xử bất công, trẻ con dù sao cũng không phải người xấu. Cậu bé bị lời nói của Ân Xúc làm cho cảm động và cung cấp lời khai, cho nên Ân Xúc lập tức chạy đến chỗ viện trưởng tố cáo cấp trên là ông Cang của mình. Thẩm phán trưởng Cang lúc bị viện trưởng gọi đến thì phẫn nộ tột cùng. Người gây ra toàn bộ chuyện này chính là Ân Xúc. Người làm nguôi lửa giận của ông ta cũng là Ân Xúc. Ân Xúc lấy ra luật trẻ vị thành niên do chính thẩm phán trưởng Cang sửa đổi 5 năm về trước. Trước khi xảy ra vụ án lần này, thẩm phán trưởng thuộc tiếp người kiên trì chính nghĩa, luôn luôn nỗ lực nghiên cứu luật pháp về trẻ vị thành niên. Muốn tham gia vào giới chính trị cũng chỉ vì muốn thay những đứa trẻ phạm tội lên tiếng. Cô ấy hy vọng ông sửa luật trẻ vị thành niên là vì trẻ em chứ không vì nguyên nhân khác. Còn hành vi của ông lúc này chính là tận tay bóp chết tiền đồ của những hạt mầm tương lai. Cuối cùng, sự chính nghĩa trong lòng ông ấy đã chiến thắng. Ông Cang quyết định không bao che cho con trai tự mình phá vụ án lộ đề thi lần này. Thẩm phán trưởng Cang lúc rời khỏi tòa thì gặp Tiêu đến tiện ông. Không lâu trước đây, có một đứa trẻ từng ở tù chụp với ông một tấm ảnh, giờ đây nó đã lớn và tận tay đưa cho ông. Trên ảnh chính là hình của thẩm phán trưởng Cang và Tiêu. Không phải là đến tận lúc này, ông Cang mới nhận ra được người mình từng giúp đỡ năm xưa. Năm đó, thẩm phán trưởng Cang từng giúp anh buộc dây giày một lần. Lần này khi họ gặp nhau thì anh buộc dây giày cho ông. Khung cảnh đó thật là cảm động, thẩm phán trưởng Cang trìu mến, nhìn người đối diện luôn miệng cảm ơn. Giờ cậu đã trở thành một thẩm phán ưu tú để dẫn dắt những tội phạm vị thành niên khác cũng đã xem như là báo đáp ân tình năm xưa rồi. Thực sự vào mấy năm trước lúc Tiêu mới được điều đến đây, thẩm phán trưởng Cang đã nhận ra anh rồi. Chỉ là lo lắng cho cảm nhận của Tiêu nên ông không nói ra, hai người cứ như vậy mà coi nhau như xa lạ. Tiêu hướng về phía ân nhân, rời đi cúi người một cái rất lâu. Thẩm phán trưởng còn để lại thư tạm biệt cho Ân Xúc. Trong thư ông đặc biệt nhấn mạnh bản thân không hề ghét bỏ gì cô ấy cả. Ông hy vọng một ngày nào đó hai người sẽ trùng phùng. Sự chia ly âm thầm ngoài dự kiến này khiến người ta tiếc nuối. Tiếc là mọi người vẫn chưa kịp bước ra khỏi tâm trạng phức tạp của sự chia ly thì sự cố bất ngờ lại xảy ra. Một đứa trẻ vị thành niên ở Đô Sốc có tiền án từng được Tê Yu giúp đỡ, hiện tại đã làm giả bằng lái xe và đang lái xe khiến cho cảnh sát chú ý. Do Đô Sốc chờ những học sinh chạy trốn đã gây ra rất nhiều vụ tai nạn. Một anh chàng shipper bị thương nặng, còn bản thân anh ta cũng rơi vào hôn mê sâu. Các học sinh tố cáo phần tử bất lương Đô Xúc ép họ lên xe đi hóng gió cùng. Nhưng mẹ của Đô Xúc khóc không thành tiếng, chỉ trích những đứa học trò hư hỏng này mới là phần tử bất lương thường xuyên rủ dê con bà đi chơi. Nếu không đi sẽ bị bọn chúng làm phiền gây sự. Đêm đó Ân Xúc đang đau hết đầu vì chuyện này, đột nhiên gặp được thẩm phán trưởng mới nhậm chức là bà Gun Hee. Từ vài giây ngắn ngủi Gun Hee và Ân Xúc gặp nhau có thể thấy giữa hai người dường như có một quá khứ không tốt đẹp lắm. Gun Hee vừa đi khỏi thì Ân Xúc nhận được một tin cực xấu, đó là anh chàng tên Đô Xúc xảy ra chuyện rồi. Bệnh viện nhận định cậu ta đã trở thành người thực vật. Tiêu có quan hệ rất tốt với cậu ta cũng nhận được tin và anh lập tức ngã quỵ. Cả đêm đó chỉ có nước mắt bầu bạn cùng anh. Ân Xúc và Tiêu bắt đầu đi sâu vào điều tra. Hai người phát hiện những học sinh tố cáo bị Đô Xúc ép lên xe đã xóa hết nội dung trên mạng xã hội của chúng. Ngoài ra người đã cho Đô Xúc thuê xe cũng nhớ lại nói lúc cậu ấy đến thuê xe có đi cùng một bạn nữ. Thông qua đối chiếu thì thấy rất giống một cô gái cũng có mặt trên xe tên là Miyu. Sau đó tòa án vị thành niên nhận được một cái USB, nó là của một cô gái tên là Miyu gửi đến đây. Hai người gặp nhau cùng xem nội dung trong USB, vậy mà chính là video mà Đô Xúc bị đánh. Thứ này đã chứng minh lời nói của mẹ Đô Xúc nói là thật, nhưng đáng tiếc là không biết vì sao lại không có âm thanh. Ân Xúc sắp xếp gửi USB đi kiểm tra xem nội dung là thật hay giả và nhận được kết quả là đoạn video không hề bị cắt ghép, còn bất ngờ khôi phục được âm thanh. Khi Ân Xúc xem video thì nghe thấy giọng của Đô Xúc yêu cầu người đánh cậu hãy xóa một số tấm ảnh nào đó. Vừa hai buổi chiều không có phiên tòa nào nên Ân Xúc lập tức bắt đầu truy hỏi từng học sinh một. Lúc hỏi đến nữ sinh Miyu thì Ân Xúc bảo mọi người dừng ghi hình, bởi vì Miyu chính là đầu mối quan trọng, chính cô là người đưa USB đến tòa. Ân Xúc bảo đảm với Miyu sẽ không đưa lời của cô ra tòa làm bằng chứng. Cuối cùng Ân Xúc đã biết được sự thật, đơn giản mà nói chính là một đám học sinh hư ép buộc Miyu phải tạo ra những hình ảnh nude. Đô Xúc vì muốn giúp bạn mình xóa hết những hình ảnh đó nên mới khiến bọn học sinh cá biệt kia thù ghét rồi cuối cùng gây ra tội ác. Sự việc trọng đại nên Ân Xúc mới kêu gọi Miyu ra tòa làm nhân chứng. Trong lúc đó anh chàng shipper gặp tai nạn xe cũng không may qua đời. Tính chất của vụ án ngày càng nghiêm trọng hơn. Ân Xúc lấy ra đoạn video Đô Xúc bị đánh đập cùng với khuôn mặt bị thương của cậu ấy ra làm bằng chứng, chứng minh rõ ràng hành động mất nhân tính của đám học sinh cá biệt. Nhưng tiếc là nhân chứng có liên quan trực tiếp đến sự việc lần này là Miyu không thể đứng ra làm chứng nên phiên tòa thiếu bằng chứng trực tiếp để định tội. Cuối cùng thẩm phán trưởng Gun Hee phán quyết không thể định tội những đứa trẻ cá biệt này giúp đỡ Đô Xúc làm giả chứng minh thư để thuê xe, làm giả bằng lái xe gây ra hậu quả nghiêm trọng. Vụ án vốn nên chuyển thành án mạng tính hình sự nhưng cuối cùng lại bị giảm nhẹ xuống mức án thấp nhất. Lúc rời khỏi tòa thì Miyu đã sụp đổ, cô ấy nghĩ đến câu nói cuối cùng của Ân Xúc.
Rất nhiều tài xế gặp phải sự cố bất ngờ đều sẽ đánh vô lăng ra hướng khác để bảo vệ bản thân. Đôi lúc là vì bảo vệ người khác mà một mình chịu đựng sự giày vò đau đớn nhất, khiến bản thân bị trọng thương rồi trở thành người thực vật. Miu lương tâm cắn rứt chỉ biết khóc nức nở, chỉ đáng tiếc là tiếng khóc của cô ấy đôi lúc không nghe thấy nữa. Tiếp theo, Ân Súc vẫn mang theo tâm trạng nặng nề không thể kìm nén nổi. Cô ấy nhận được một vụ án gần đây vừa mới xảy ra sau khi nhìn thấy nội dung trên một bộ hồ sơ vụ án liền trực tiếp ngất lịm đi. Vào một ngày khác, cơ thể của Ân Súc vẫn chưa hồi phục hoàn toàn mà cô ấy đã vội vã đi làm bởi cô ấy rất xem trọng vụ án lần này. Dưới sự miêu tả của thẩm phán trưởng thì vụ án lần này là một vụ giết người dã man vô nhân tính. Cô gái bị người ta lừa gạt và cuối cùng bị bọn chúng xâm hại. Nạn nhân mơ hồ nhớ rằng có 4 người nhưng do bị chúng chuốc say nên chỉ nhớ được 3 người. Thông qua DNA được tìm thấy trên cơ thể người bị hại thì 2 trong số 4 tên tội phạm đã được xác định. Cuối cùng một đứa trẻ tên là In Jun nói rằng mình có đi cùng nhưng không tham gia vào vụ án. Cộng thêm không tìm thấy DNA của cậu ta trên cơ thể nạn nhân nên vụ án này được ra đến tay Eun Suk. Tae Yoo cảm nhận được sự cố chấp của cô thẩm phán đối với vụ án lần này. Trong quá trình điều tra, họ phát hiện hồi nhỏ In Jun từng ném gạch từ trên cao xuống dẫn đến án mạng. Lúc đó thẩm phán phụ trách vụ này chính là Geun Hee. Sau đó, Tae Yoo lại nhận được bằng chứng mà Eun Suk đưa đến. Đây là đoạn ghi âm mà bố nạn nhân ghi lại trong lúc truy hỏi Eun Jun. Eun Jun thừa nhận lúc đó do cuống quá nhiều nên bị bất lực mới không cưỡng hiếp được nạn nhân. Người cha trong cơn phẫn nộ đã cho đứa trẻ này một cú đấm. Cuộc vật lộn cũng khiến đoạn ghi âm mang tính chất uy hiếp bạo lực, càng không thể dùng nó để làm bằng chứng tố cáo Eun Jun. Nhưng sự việc xảy ra sau đó đã giải thích được tại sao Eun Suk lại vô cùng quan tâm đến Eun Jun. Chồng cũ của cô ấy đến tòa tìm khuyên vợ cũ đừng vi phạm quy tắc chung mà họ đã đặt ra. Hóa ra năm đó, vụ án của bé In Jun đứng trên cao ném gạch xuống vô tình làm chết người, chớ trêu thay người chết chính là con trai của cô ấy và người chồng cũ. Dựa theo thỏa thuận họ đặt ra để né tránh phiền phức, Eun Suk không thể trực tiếp tham gia vào vụ án của In Jun. Nhưng trước mắt, Eun Suk không bận tâm nhiều như vậy. Lúc đó In Jun thoát tội vì cậu ta mượn thân phận là trẻ em, sau đó không biết hối cải, còn phạm thêm mấy vụ án tiếp theo. Cũng chính vì lý do này mà Eun Suk mới vô cùng căm ghét bọn tội phạm vị thành niên. Rất nhanh, ngay In Jun ra hồ tòa đã đến. Cậu ta luôn luôn khẳng định mình đã lên tiếng khuyên nhủ hai đồng bọn, hơn nữa không hề đặt chân đến khu vực công trường. Lúc này Eun Suk đã có sự chuẩn bị trước. Cô ấy chiếu đoạn camera hành trình lấy được từ một chiếc xe đậu gần đó, chứng minh In Jun cũng là một trong số những tên đồng phạm. Do cung cấp lời khai gian dối nên tính chất của vụ án này lập tức có sự thay đổi. Eun Suk nói rằng sẽ nâng mức độ của vụ án lên mức cao hơn, khó khăn lắm mới tạm thời gác lại được âu lo trên phiên tòa. Eun Suk lại liên tiếp phải chịu hai đả kích lớn. Nạn nhân nhớ lại tên thủ phạm thứ tư mà mình đã quên mặt. Người đó vậy mà chính là kẻ năm xưa đã cùng với In Jun ném gạch xuống đường giết chết con mình. Eun Suk cũng đang trong giây phút bất ngờ thì mẹ chồng cũ của cô hùng hổ tìm đến cho con dâu ăn một cái bạt tai. Chắc mắc cô năm đó không trông coi con cái cẩn thận, bây giờ lại hại con trai bà lo lắng chưa tìm được tình yêu mới. Eun Suk giả vờ kiên cường bước đi rời khỏi đó cho đến nơi không có ai, cô ấy mới ngã quỵ xuống nền đất trong tình trạng nước mắt giàn giụa. Một người mẹ nhiều năm vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh cái chết của con trai mới chính là người bị hại đáng thương nhất. Chuyện cuối của Eun Suk bị đồn thổi khắp nơi, luật sư nắm bắt được tình hình đã đưa ra tài liệu yêu cầu cô ấy rút lui khỏi vụ án này. Cho đến lúc này, Geun Hee mới nhớ lại năm đó mình từng gặp Eun Suk một lần rồi, tiếp đó là thời gian hai người đối mặt chỉ trích lẫn nhau. Geun Hee từ đầu đến cuối không cảm thấy bản thân mình năm đó xử nhẹ, còn Eun Suk lại lùng nói, năm đó từ lúc mở phiên tòa đến lúc kết thúc vỏn vẹn chỉ có 3 phút đồng hồ. Lúc kết thúc phiên tòa, chuyện mà bọn họ bàn bạc chính là ăn món gì, bà muốn họ học được gì, học được luật pháp chẳng qua là như vậy, lần sau mình vẫn có thể tùy ý tra đạp luật pháp đúng không? Bà thẩm phán trưởng đuối lý nên cuối cùng lợi dụng chức quyền không cho cô tham gia vào vụ án này nữa. Nhưng Eun Suk không hề bỏ cuộc, cô đi tìm Tae Yoo hỏi anh rằng nạn nhân nhớ ra danh tính kẻ thứ tư tên là Do Hyun là chuyện gì vậy? Anh ấy nói với cô trước kia mình từng thụ lý một vụ án có một tội phạm vị thành niên đã cung cấp thông tin, nói rằng Do Hyun mới là trùm sỏ của bọn học sinh cá biệt, cậu ta thường dẫn đàn em ra ngoài gây sự đánh nhau. Eun Suk lập tức tiến hành điều tra đối với Do Hyun, cô ấy phát hiện đối phương có một người bạn gái cũng là tội phạm vị thành niên. Cô gái này hận Do Hyun tận xương tủy nên đã lập tức kể hết tất cả tội danh của bạn trai mình ra. Băng nhóm do Do Hyun thực chất là một nơi tràn ngập tội ác, không chỉ ra tay với các bạn nữ mà còn ép họ đi lừa đảo rồi quay video lại để tống tiền. Eun Suk dựa vào địa chỉ mà cô bạn gái cung cấp tìm đếm sao huyệt của chúng, kết quả bị hắn tấn công. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cảnh sát đã có mặt tại đó và bắt tất cả bọn chúng đi. Cô nói hết cho thẩm phán trưởng Geun Hee biết manh mối mới. Tuy bà ấy thấy cô thương tích đầy mình thì có hơi động lòng nhưng vẫn kiên quyết quan điểm phá án là trách nhiệm của cảnh sát, còn thẩm phán chỉ phụ trách xét xử. Hơn nữa Eun Suk nên tránh đi, bất luận thế nào cũng không nên tham gia vào vụ việc lần này. Tin tức tốt là Geun Hee đã bị tinh thần chính nghĩa của cô ấy cảm hóa nên suy nghĩ cũng có phần thay đổi. Sau đó, trong lúc thẩm tra vụ án của In Jun, tòa án kêu gọi đồng bọn do Do Hyun ra tòa làm chứng. Do Hyun cũng chưa ăn gan hùm một sói bao giờ nên không dám đứng ra chỉ tội đồng bọn. Kết quả Tae Yoo sớm đã thu được lời khai từ hai tên đồng phạm còn lại.
dùng tội danh biến thái của đám bọn chúng dọa cho hai tên kia sợ đến nỗi chỉ đích danh In-jun và Do-hyun. In-jun thấy vậy thì nhanh chóng đẩy hết trách nhiệm cho Do-hyun, hai người bắt đầu cắn xé tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng đám ác ma gồm 4 tên đã nhận được sự trừng phạt của pháp luật. Nạn nhân cuối cùng cũng được an ủi phần nào, Geun-hee cũng xin lỗi vì quan điểm làm việc chưa đúng đắn của mình. Tiếp theo đó, đến cuộc họp kiểm điểm ứng xử cô ấy vi phạm tham gia vào công việc thuộc phạm vi của bộ phận khác. Ông thẩm phán trưởng Kang muốn dựa vào các mối quan hệ của mình giảm nhẹ hình phạt do vị thẩm phán chính trực này. Tin tức tốt là cuối cùng cô ấy vẫn giữ được chức vụ thẩm phán của mình. Ân Súc hàng ngày đều sám hối những hành động của bản thân, chuyện làm việc với tội phạm vị thành niên đối với cô giờ đây vô cùng quan trọng. Nhưng đứa trẻ này cuối cùng tiếp tục đi sai đường hay đi đúng hướng, đôi khi quyết định cởi bỏ những người cầm cán cân công lý như cô. Toàn bộ nội dung của bộ phim Tòa án vị thành niên mùa 1 đến đây là kết thúc. Các bạn có cảm nghĩ gì về bộ phim? Hãy cho bọn mình biết ở dưới phần bình luận nhé. Còn nếu thấy hay thì nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ phim tiếp theo. Bye bye!